Yo, xin chào tất cả các bạn. Đây là chương trình Rap Elite Cypher do SD Records tổ chức. Đây là một sân chơi dành cho tất cả những ai đam mê rap từ khắp mọi nơi. Miễn là các bạn là người Việt Nam hay là thậm chí các bạn không phải là người Việt Nam nhưng mà các bạn thích đam mê nhạc rap, thế là được rồi. Ok, và đây cũng là nơi để tất cả anh em mình gọi là rèn luyện về kỹ thuật, về trình độ cũng như là trao đổi tất cả những kiến thức về nhạc rap. Ok chưa? Và sau đây là thể lệ của chương trình. Những anh em MC đầu tiên ấy sẽ được ban tổ chức mời vào một group trên Facebook. Và sau đó MC sẽ chọn ra một trong hai con beat của ban tổ chức để quay thành cypher và sau đó gửi về email của ban tổ chức. Email sau đây. Và cuối cùng sẽ được ban tổ chức up lên YouTube của Rap Elite Cypher. Và đây là đường link. Diễn biến cuộc chơi sẽ đi theo chế độ calling out, tức là sau khi các bạn làm xong cypher của mình rồi ấy thì các bạn có quyền gọi bất kỳ một thành viên nào trong group để tham gia tiếp nối cái chương trình này. Còn về mặt nội dung của cypher không có giới hạn nào cả, các bạn có thể rap lại tất cả những cái text nào các bạn cảm thấy ưng ý nhất, có thể là freestyle, cũng có thể là diss người kế tiếp cũng được. Nhưng mà nên nhớ nếu mà có diss thì ở đây chỉ là nằm trong cái khuôn khổ của cuộc chơi thôi. Đây là một chỗ để rèn luyện chứ không phải nơi để gây beef. Ok. Và cái hạn sau mỗi một lần gọi là một tuần. Và tối thiểu các bạn phải làm được 16 bar. Và chương trình sẽ được bắt đầu vào ngày 1 tháng 11 năm 2013. SK sẽ là người đầu tiên khởi xướng. Và sau đó các bạn đã chuẩn bị tinh thần hết đi, bởi vì không biết ai sẽ là người tiếp theo đâu nha. Và list MC đầu tiên trong group sẽ được update sớm nhất có thể. Và slogan của chương trình như là rap là thể thao. Các bạn đừng hỏi tại sao nhé.